Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học An toàn Việt Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy tổ chức chương trình tập huấn phòng chống tai nạn thương tích, triển khai chương trình xây dựng trường học an toàn gắn với các hoạt động trải nghiệm năm 2024. Buổi tập huấn đã được dẫn dắt bởi các báo cáo viên của Viện Khoa học An toàn Việt Nam với chuyên môn sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn. Báo cáo viên đã cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng nhằm nâng cao nhận thức và hướng dẫn chi tiết các kỹ năng sơ cấp cứu khi xảy ra tai nạn thương tích trong môi trường học đường, như kỹ năng thoát khỏi hỏa hoạn, kỹ năng phòng tránh, xử lý tình huống ngạt nước, đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống khi bị hóc, sặc dị vật đường thở, nhận biết các loại chất gây nghiện, thuốc lá điện tử, phòng chống và xử lý khi xảy ra tai nạn điện. Trong không khí sôi nổi và tích cực, các cán bộ, giáo viên, nhân viên các nhà trường trên địa bàn quận Cầu Giấy đã hăng hái tham gia thảo luận. Với cách truyền đạt sinh động và gần gũi, cùng với phần thực hành mẫu trực tiếp, các báo cáo viên đã giúp người tham dự dễ dàng nắm bắt và ứng dụng các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích vào thực tiễn. Đặc biệt, các bạn học sinh cũng được thực hành trải nghiệm hướng dẫn kỹ năng tự nổi để phòng chống đuối nước. Chương trình tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích được tổ chức vào thời điểm trước thềm năm học mới đã thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho các em học sinh. Đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức cần thiết để hạn chế các tai nạn đáng tiếc, từ đó tạo dựng một môi trường học tập an toàn và hạnh phúc cho các em học sinh.